Ngày 18 tháng 1, Thánh Margarita Hungary Trinh Nữ 1242-1271. Bà là con gái của vua Bela thứ 4 và công nương Marie Lascaris, nước Hungary. Bà được dâng cho Thiên Chúa trước khi sinh, với ước thề cho đất nước thoát khỏi sự đàn áp hung hãn của người Tatar. Nhà vua và phu nhân đã đặt của cải và đứa con 3 tuổi để thề hứa tại dòng Đa Minh ở Vesprin. Tại đây, cùng với những đứa trẻ con các nhà quý tộc khác, Margarita được đào tạo về nghệ thuật cho hợp với hoàng gia. Margarita không muốn sống đơn giản như vậy. Bà muốn trở thành tu sĩ. Bà được mặc áo dòng khi mới 4 tuổi. Lớn lên, bà sống khắc khổ bằng cách ăn chay, mặc áo nhậm, nghiêm ngặt giữ tu luật, ít ngủ ban đêm. Khi Margarita 18 tuổi, người cha bắt bà về nhà. Vì vua Ottokar của Bohemia nghe nói về sắc đẹp của bà và muốn kết hôn với bà. Bà không chịu. Bà xác định rằng bà đã dâng hiến cho Thiên Chúa. Bà có lòng sùng kính Đức Mẹ. Trước ngày lễ Đức Mẹ, Margarita thường đọc 1000 kinh kính mừng. Không thể tới thánh địa Roma hoặc các đền thờ nổi tiếng, bà chỉ biết đọc nhiều kinh kính mừng. Thứ sáu tuần thánh, bà khóc suốt ngày vì nghĩ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Bà thường xuất thần và bà rất lúng túng nếu có ai bắt gặp. Đã có những phép lạ xảy ra ngay khi bà còn sống. Bà qua đời ngày 18 tháng 1 năm 1271 tại Budapest, Hungary khi mới 29 tuổi. Di hài bà được trao cho dòng Thánh Clara tại Posoni khi dòng Đa Minh bị giải tỏa. Phần lớn thánh tích của bà bị hủy hoại năm 1789, nhưng một số vẫn được giữ tại Crown. Bà được tuyên chân phước ngày 28 tháng 7 năm 1789 và được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 phong hiện thánh năm 1943.